Ông bảo bố mất vẫn còn đi bán đất, mà rõ ràng hai anh em chỉ nói chuyện vui đấy, nó tương tự như thế. À, còn lớn hơn nữa thì là câu chuyện làm ăn buôn bán thì nó bị mang tai mang tiếng. Nếu mà làm doanh nghiệp thì đóng cửa, chiều sâu là 14 mét, bởi dạ vì vâng. à, chiều sâu là 14 mét. Thật ra là 14m4 nhưng mà cứ lấy 14m cũng được. Thì đấy là 14 mét4 nó giao với khối. Vâng. Rồi, đây là nhà mình, hướng đông 96 độ. Vâng. Rồi, được rồi. Tiếp theo thầy hỏi, nó chia làm ba khoang cột này thì cửa ở giữa hay là cửa sai Cửa bên? ở giữa, chính giữa luôn. Rồi, đâu rồi. Trước Vâng. mặt là đường hay là sân? Là sân. Trước mặt là sân. Trước mặt là sân. Sân rộng không? Sân rộng thầy ạ. Sau sân lại có một cái nhà đang không có người ở nữa. Sân rộng khoảng độ 4-5 mét. Cứ bình tĩnh, sau sân là nhà mình rồi Vâng. nên là hỏi như thế là sẽ bị khó nhau. Rồi, qua sân đến cái gì, Qua sân là cái nhà của mình thầy ạ. Một lại cái nhà một nhà hiện nay có của cậu em trai, giờ cậu không ở đấy nữa, coi như là không ai ở. rồi. Thế thì cái nhà mình mấy tầng, Nhà mình 2 tầng ạ. nhà cậu em mấy tầng? Nhà cậu em 1 tầng. À, một tầng rồi, hiểu rồi. Bây giờ đi vào là bên bên Đúng này rồi, vào, đúng 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 rồi, cổng ở đấy vào. còn bên này vào. Thế vậy có một cái đường bên này phải không? Có một cái ngõ, vâng, ngõ hơn 3 mét. Rồi, Không, ngõ ở chỗ không phải cái ngõ bên cạnh chỗ thầy đang ấy đâu, mà là ngõ ở chỗ ngay ở chỗ mũi tên đấy thầy ạ. À, đấy, đấy, đấy. rồi. Vâng. 96 độ. Bên này là hai cửa sổ Dạ vâng, đúng ạ. đúng không? Rồi, bây giờ tiếp theo là nhà vệ sinh đặt đâu? Nhà vệ sinh là Cho dễ nhé. bên bên tay phải, bên tay phải thầy nhé. Nhà vệ sinh ở phía bên tay phải thầy, và À, nó nằm ở từ cách ở cách dạ. từ thì cầu thang bên nào? Cầu thang bên tay phải Ở bên ở giữa luôn. ở giữa. Đó. Cứ mình thì không đi đâu một, đã vào đến vòng này đến như đây thì không ai đây được của mình. Rồi, Vâng. sau cầu thang dưới cầu thang này là gì? Sau cầu thang đến nhà vệ sinh, xong là đến bếp. Vệ sinh ở chỗ này, Vâng, sau cầu thang đến nhà vệ sinh, xong nhà vệ sinh là đến bếp. vệ sinh như cái cửa vào lên, Vâng. còn lên bếp vào đây, Vâng. dựa vào tường này hay tường dưới Bếp dựa vào tầng dưới. đây hả? Vâng ạ. Chỗ này luôn. Vâng, đúng ạ. Còn bên này là phòng ngủ. Bên chỗ mà đối diện từ bên bếp sang là cái sân. Đâu đây trong nhà mà. Vâng, cái nhà đấy nhưng mà nó lại khuyết ở phía tây bắc thầy ạ. À, thế nó không đủ 12 như 14 thì Vâng, tiên nó cái phận tức là tầng 1 thì nó có mái che, tầng 2 nó mới không có mái che. nghĩa là nó có một cái cột ở đây, Nó vẫn là xây tường kín hết thầy ạ, xây tường. thế thì không phải là khuyết. Thì đây nó là gì, là một cái khoảng sân trống gì trong nhà Dạ hay gì? vâng. Rồi, chỗ này không để làm gì thì Vâng, chỗ đấy thì là để mấy cái lặt vặt, để kho, rồi là để bồn nước, rồi là để có một cái bếp dự phòng trường hợp mất điện. rồi, ở đây có cửa ra sân sau Có. Đấy, ở chỗ ngay chỗ thầy vẽ cái chỗ bên đấy, đây là có một cái cửa ra ngoài đường. Chỗ đấy cái đường phía đằng sau đấy cũng khoảng độ hơn hơn 3 mét. đây có một đường nữa. Vâng. Rồi, bên trái nhà mình là gì, Bên trái là nhà của một người khác. giáp luôn cách chỗ đoạn nào Không cách ra giáp tường với người ta luôn. không? Mình không mở được cửa sổ, Ở cửa sổ. Bên không tay mở được. phải thì dạ. Không mở được cửa sổ không? Không không mở được. Bên này. Bên tay phải thì mình chỉ có thể mở cửa sổ ở tường thôi, vì có khoảng không 20 cm. Không? Dạ. Hiện nay có mở Không mở thầy ạ. không? Ở dưới này có phòng ngủ nào không? Có một cái phòng ngủ ở đối diện cầu thang sang. Chỗ này hả? Vâng. Đây ạ. Dạ vâng, đúng ạ. Đầu giường gối vào dưới cái tường này luôn à, Dạ vâng. như thế này Vâng, chúng hoặc là đúng rồi. chính giữa luôn. Dạ. Nên tầng hai thì hai vợ chồng ngủ đâu? À, nhà em là mỗi đứa một phòng thầy ạ.
Và tầng tầng 2 nhá. Thầy ơi, ở dưới tầng 1 lên. Tầng 2 ngủ chỗ này, tầng hay 2, chỗ này. À, tầng 2 là cái chỗ thầy đánh dấu ở ngay đầu vào đấy là ông chồng ngủ, còn em thì ở đoạn cuối. Chồng ngủ chỗ đây. Đấy, thầy đứng chỗ đấy là chồng. Đây là vợ. Vợ là... Không, vợ là cũng cùng hướng với thầy nhá, đoạn cuối. Còn cái chỗ mà thầy ghi chữ vợ đấy là chỗ đấy nó là... Vâng, đấy đấy, chỗ đấy là vợ. Chỗ bếp lên thì là em ngủ. Vâng. Tình cảm đi xuống. Thế còn chỗ này là gì? Cái chỗ đấy nó là tầng 1 thì nó còn có cái mái, còn lên tầng 2 chỗ đấy nó là chả có gì thầy ạ. Nó là sân. Vâng, nó không phải là sân nữa rồi. Dưới bên dưới nó là lợp bằng cái mái tôn ấy thầy. Thì bên trên là cái gì? Cao bao là mấy mét? À, nó khoảng độ 5 mét nhân 4 mét. 20 mét vuông trống. Vâng. Rồi, xin cảm ơn. Dạ. Cái này thì mấy thầy ngồi trên đây mấy thầy cũng đoán ra ngay được. Câu đầu tiên này các thầy sẽ nói là gì? Quan hệ trong gia đình có vấn đề đúng không? Câu đầu tiên các thầy nói đấy. Thầy ơi, em gọi ông chồng em vào nghe được không thầy? Cái đấy là việc của em, cái việc của thầy đâu. Thế để em gọi ông ấy vào nhé. Vào wow, bế chồng vào đấy. Không phải đâu, vì là cái ông này ông ngủ chỗ này nó yếu nên là ông muốn ngủ một mình, ông muốn đuổi bà đi chứ khác. Sức khỏe yếu, sức khỏe yếu. Tí nó vào lớp mọi người nhìn xem. Dạ, đây rồi ạ. Ngồi xuống. Rồi rồi. Nào anh Dã, thấy chị vợ đang học hỏi là muốn xem cho cái nhà. Thế bây giờ anh có xem hay không? Tùy vào xã thôi, anh cứ thử xem cho xem mà. Thử xem mà thử cái gì mà thử. Thật luôn. Thật nên thử cái gì mà. Lúc này nó không có thử. Bây giờ nhá, nhìn thế này. Bản chất thì vấn đề thì nó không xuất phát từ tại một ai cả. Mà bây giờ câu chuyện ở đây là giữa tôi với anh chị cũng như mọi người thôi, nó không có mối quan hệ nào cả, chưa có quen biết, chưa gặp gỡ, thậm chí là cũng chưa hỏi tên tuổi của gia đình, mà cũng chưa hỏi địa chỉ của gia đình ở đâu. Thế nhưng mà từ cái ngôi nhà này ấy, thì nó có mấy vấn đề này cho anh chị. Vâng, xin mình hỏi là có mấy cháu thôi ạ? Dạ, mà ba con trai thầy ạ. Ba con trai, vâng. Thế thì như thế này, đầu tiên ấy thì phải nói đến đầu tiên là cái cậu trai cả. Cậu trai cả, mình sẽ phân tích từng người một nhé. Dạ. Cậu trai cả thì bản chất ấy là cái hướng đông này nó đang không có thủy, thế nên là cái cậu trai cả ấy, nên nếu mà đầu tư cho cậu làm ăn tại cái nhà này là không ổn. Nếu như cậu ấy muốn ra ngoài làm ăn thì cho nó ra ngoài làm ăn thì nó sẽ tốt. Dạ. Hơn đỡ hơn cho nó. Vâng. Bởi vì cơ bản là tất cả công việc đầu vào của nhà mình đều không ổn. Thế nên là với cái phương đông này nữa, lại thiếu thủy nữa, thế nên là cái việc mà cậu ấy mà lại cầm trịch làm ăn thì là bất ổn luôn. Đấy, nên là nếu mà như nó không ở đây mà nó ra ngoài làm ăn lập nghiệp, tạo điều kiện cho nó ra ngoài nhé. Dạ. Thay đổi cái không gian đi, nhưng ra ngoài thì ở cái hướng khác. Đấy. Cái vấn đề là đấy, thì cái vấn đề nhà này công việc đầu vào cũng là như vậy, công việc đầu vào cũng không ổn. Cái thứ hai là cái mối quan hệ trong gia đình thì phải hết sức cẩn trọng, bởi vì cái bếp mình đặt vào sai, nên là trong nhà ấy, những cái chuyện mà nó không đáng nói thì cũng lôi ra nói. Thì cái này nó là thường xuyên rồi, mọi người cứ lên trên các kênh YouTube của mình ấy, bởi vì mọi người đã để hỏng cái phương Tây rồi. Phương Tây nó là kim, Tây nó chỉ miệng lưỡi. Cho nên là khi mà nó bị lỗi thì bao giờ nó cũng xảy ra hiện tượng như vậy, hay là những bệnh về đường hô hấp nó cũng sẽ xảy ra. Nhưng mà hai cái vấn đề đấy thì xử lý rất đơn giản, không phải là vấn đề lớn trong cái nhà này. Vấn đề lớn ấy là phải xem cái sức khỏe của anh ấy.
nếu hướng 96 độ mà để khuyết Tây Bắc ấy, thì là ảnh hưởng đến ông xã nhà mình ấy. Ảnh hưởng ông xã nhà mình về sức khỏe. Cái thứ hai là ảnh hưởng đến cái kết quả, bởi vì sao đầu thì to mà đuôi thì nhỏ, thì cái hình thế nó bị như thế, nên dẫn đến là khi triển khai đầu vào thì ồ ạt, nhưng đến cuối thì thu lại kết quả gần như không có gì, mà làm nó hay hỏng bể phía sau. Đấy. Thì mọi thứ thì vấn đề là gì, bù khuyết cái kia vào nước trước thôi. Cái này thì chắc là các bạn sẽ chỉ cho thôi, không có gì khó. Nhưng vấn đề là hai vợ chồng phải bàn với nhau. Thứ nhất là ông xã không ngủ cái chỗ kia được, cái chỗ mà bên góc đông nam được, nếu có thể sang góc đông bắc, ngủ góc đông bắc là tốt nhất, hoặc là để về chỗ cái phòng của bà vợ ngủ ấy là tốt nhất. Cái thứ hai là cái chỗ bếp ấy, cái bếp thì sẽ phải tính, không để đấy được, vì đường nào mình cũng phải làm một việc, đó là nhân tiện cái khung súng nó đã như thế kia sẵn rồi thì đổ một cái càn ở cái chỗ góc tây bắc khuyết ấy. Dạ, vâng. Sau đó, tầng hai lợp mái lên cao bằng nhau thì nó hết khuyết đi. Dạ. Mà thêm một cái sàn sử dụng nữa. Vâng. Đấy, thì cố gắng làm vuông vắn gần vuông, và đặc biệt khuyết phía sau thì càng bất lợi về nhân đinh, về sức khỏe. Nên dẫn đến một cái xu hướng là nếu như trong trường hợp mà con cái nó không thích ở trong nhà, nó muốn ra ngoài thì cho nó ra, bởi vì là cái nhà này gọi là nhà thoát đinh thoát tiền. Đấy. Vâng. Thế nên trong trường hợp mà con cái ra ngoài được bao nhiêu là tạo điều kiện cho nó, và chắc chắn rằng nó cũng không muốn ở trong nhà, nó muốn ra ngoài. Vâng. Đấy, thì có mấy vấn đề như vậy. Còn khi chữa thì như thế này, là đặt thật nhiều nước vào phía trước, vào phía trước ấy, xây một cái bể lớn ở đây này. Đấy. Xây bể lớn ở đây, chỗ này bù khuyết lại. Tầng 1 đổ mái, tầng 2 thì không cần đổ mái nữa, tầng 2 chỉ lợp tôi ra là được rồi. Dạ. Là xong cái vấn đề này rồi. Ông chồng sang chỗ này ngủ. Đấy. Thầy ơi, em hỏi một tí. Dưới cái chỗ mà thầy vừa kể, ông chồng sang bên dưới nó là bàn thờ, bên dưới là để phòng thờ thầy ạ. Mình sẽ đảo phòng thờ sang phòng khách sang là xong, có gì đâu. Đảo phòng thờ sang phòng khách ạ. À, cái chỗ mà tầng 1 là chỗ chồng ngủ thì bên dưới là phòng khách, đối diện bên đấy thì là phòng thờ. Thì đảo lại ngược lại. Trên đảo dưới lại. Trên đảo dưới đảo, có gì khó đâu. Bên hai là quốc gia vị trí ngủ chỗ này, thì cái này phải lập cực xa thì mới kiểm tra được, thì có thể đẩy đâu. Đấy là cái chỗ thầy vừa chỉ dưới tầng 1 thì là mẹ chồng em ngủ á. Bây giờ bà đang ốm nằm trong viện rồi. Đấy, thì bây giờ phải đổi đầu giường trong bên này hoặc bên này, chứ ngủ đi ngủ sai rồi. Ngủ sai rồi. Dạ. Yeah. Wow. Nhà này trước hỏi sau hỏi là trước kia thì ông cụ thân sinh ra anh có ở đây không? Dạ, ông mất sớm từ cách đây hơn 30 năm rồi ạ. À, 40 năm rồi mà cái nhà này mới hoàn thiện xong được hơn 1 năm thầy ạ. À. Mới về ở được hơn 1 năm. À, về được 1 năm. Vâng, thì đấy là những cái vấn đề mà trao đổi với anh chị như thế. Mới hơn 1 năm thì bắt đầu là cảm nhận được rồi. Cảm nhận tương đối rõ nhé. Đấy, thì trao đổi với anh chị như thế, xong anh chị bàn. Ý kiến anh có ý kiến gì không anh? Thầy ơi, nhà em có 3 thằng con trai cơ, thầy mới nói về 1 thằng thôi. Thằng thứ 2 thì bình thường thôi, nhưng không có gì thuận lợi cho nó phát triển đâu. Thằng thứ 3 thì có vẻ tốt hơn. Được thằng thứ 3. Vâng. Nhưng mà nếu muốn tốt cho cả 3 đứa thì em sẽ phải sửa thế nào thầy? Với lại thầy bảo cái bếp mà cần phải đổi thì là đổi thế nào ạ? Bây giờ vấn đề là bây giờ phải vẽ và lập cực ra. Chứ còn nếu ngồi trên này chỉ định hướng được thôi. Em có cái tờ lập cực của bạn đấy ạ. Thì chị chuyển bếp về Bắc. Chuyển bếp về Bắc. Vâng. Chuyển cho đúng nhé. Không vào Tây Bắc. Vâng, chuyển bếp về Bắc. Hoặc là đưa bà xuống ngủ ở dưới ấy. Đưa bà xuống ngủ ở Tây Bắc ấy. Chỗ 20 mét vuông sau khi sửa xong ấy. Thì ngủ dưới đấy khỏe luôn. Khỏe re. Sau đó đưa lên chỗ cái giường của bà ấy. Vâng. Giải pháp rất là tốt. Vâng. Và với phòng khách gần nhau cũng là được mà, thuận lợi mà. Vâng. Vâng. Thầy ơi, nếu như là cái bếp nhà em bây giờ em cho nó xoay sang cái tường mà phía bên tay phải có được không thầy? Không được, được thì đã bảo cho đấy rồi. À thế ạ. Vâng. Bếp nó ảnh hưởng đến ông chồng. À thế ạ.
cái hướng đấy, cái bếp ấy thì nó đang nằm vào trong cái lập cực, thì cái bếp đấy nó nằm vào tây nam, nó nằm vào hướng tây. Thế nếu như em dịch nó sang bên phải một chút mà sang tây nam thì cũng được. Và cái tường đấy là nó thuộc về tây nam, cái tường bên tay phải ấy, thì nó thuộc về tây nam chị nhé. Dạ. Và chị này phân tích như thế hiểu rồi, học xong mình hiểu đưa bếp ở đâu là chính xác rồi đúng không? Dạ. Nhá, bây giờ mình ngồi mình phân tích kỹ ra thì các gì dạy một mình nhà chị. Dạ, nhá, vâng, chị nhá. Dạ vâng. Và ạ, ông xã có ý kiến gì không? Ông có ý kiến gì không kìa? Không có ý kiến gì thầy ạ. À, tình hình luận đoán như thế có được không? Thầy ơi, hàng nhập về thì nhiều nhưng mà bán ra được ít, còn lại hỏng hết thầy ạ. Cứ bình tĩnh được. Rồi nhá, anh chị nhá. Dạ vâng, vâng, em cảm ơn thầy ạ. Rồi. Anh chị ở đâu đấy? Dạ ở Bắc Ninh thầy ạ. Bắc Ninh hả? Chỗ nào Bắc Ninh? Ở thành phố Bắc Ninh ạ. Chỗ đoạn cuối của thành phố. Giáp với Quế Võ. À rồi, chỗ đấy biết rồi. Vâng, chào anh chị. Dạ vâng, em chào thầy ạ. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Vâng, ta lấy một nhà nữa nhá. Xin mời mời anh Vũ Trung này. Trung Vũ này. Toàn không quen biết gì đâu nhé, lấy cho tự nhiên. Chào thầy ạ. Mà cũng không quen biết gì nhau đâu đúng không? Dạ. Rồi. Nhà mình hướng bao nhiêu độ? Em 39 độ Đông Bắc ạ. 39 độ Đông Bắc đẹp quá. Rồi mặt tiền bao nhiêu mét? Mặt tiền 8 mét ạ. Rồi. Chiều sâu? Chiều sâu là 14 mét rưỡi ạ. 14 mét rưỡi ạ. Rồi, cửa bên trái hay bên phải? Là bên trái ạ. Rồi, cửa bên này. Rồi, bên này là cửa sổ đúng không? Là cửa sổ, nó phòng ngủ chỗ đó. Chỗ đấy này hơn 1 mét thầy ạ. Nghe một thò một thò. Hơn 1 mét thò ra hả? Một bàn thò thì đấy ra. Rồi. Ok, hiểu rồi. Hình dung ra được. Trước cửa là đường đúng không? Hay là gì? Trước cửa là đường. Sân có sân không? Sân của em 9 mét. À, sân 9 mét xong rồi đường qua qua đường là gì? Qua đường là nhà hàng xóm. Qua đường là nhà hàng xóm là gì? Nhà mình mấy tầng? Nghe một tầng. À, bên hàng xóm mấy tầng? Bên hàng xóm cũng một, nhà cấp 4. À, rồi. Ok. Đương nhiên hàng xóm nó sẽ không không cái dãy hàng xóm nó sẽ không bằng dãy nhà mình được rồi, đúng không? Dạ. Bởi vì vợ nó ghê, hay mình không phải lấy vào phạt cái bé đấy. Rồi, tiếp. Bây giờ bảo đi. Bảo là phòng khách ở bên này đúng không em? Phòng khách nhà cửa chính vào luôn 60 giờ. Mấy cửa chính mấy mét phòng khách đấy? Đấy là phòng ngủ ạ. À đây là phòng ngủ hả? Phòng ngủ. Phòng ngủ 4 mét ạ. 4 mét 1, 2, 3, 4. Rồi phòng khách bên này đúng không? Là 60 rưỡi ạ. 3, 6 mét rưỡi. Sau phòng khách là đến gì? Sau phòng khách đến phòng ngủ ạ. Cái phòng ngủ này gối đầu ở đây hả? Phòng ngủ này gối đầu vào dưới ạ, vào cái chỗ vượt kẻ ngang, áp vào chỗ cầu thang. Đến cái chỗ phòng ngủ đấy là có một cửa vào cầu thang như thế. Đây đúng không? Đây phòng khách, sau phòng khách là đến gì nhỉ? Phòng khách là phòng ngủ. Phòng ngủ kéo dài mấy mét? Phòng ngủ là thẳng đến luôn ạ, thẳng từ cái giường này xuống. Không không đến phòng ngủ đấy là có 3m7 thôi. Xong đến cái gì? Xong là đến nhà vệ sinh ạ. Đây là vệ sinh hả? Nhà vệ sinh em thì chia làm hai. Chỗ vệ sinh của gian phòng ngủ đấy là có một nối vào 1m4. Rồi cái cụm này là vệ sinh. Rồi. Nghĩa là cụm này là vệ sinh. Rồi. Ở bên này là gì? Bên chỗ đấy là gian bếp ạ. Gian bếp là từ bằng từ thằng phòng ngủ luôn thầy ạ. Rồi. Bếp đặt vào ở đây hay là bên này? Bếp đặt nối tay trái của thầy ấy. Tay phải của thầy ấy. Thầy vừa vẽ đấy. Đây. Đặt trên. Dạ. Đây hả? Dạ.
Tắt điện thoại hoàn đi bạn. Rồi. Ai ngủ đấy? À, cháu lớn ạ, cháu gái lớn ạ. Ai ngủ đấy? Đấy cái nào là phòng vợ chồng em ạ. Đầu giường gối vào đây à? Không ạ, đầu giường mình gối vào nối đằng tây ạ. Gối vào bờ gì hả? Vâng, thì hiện tại đang gối như thế ạ. Không, không, quay lên cửa kia thầy ạ. Áp áp cái nỗi bếp sang ấy, áp nỗi bếp sang thầy ạ. Gối vào cái giường. Dạ ạ. Đó, 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 gối cho thấy ạ. Nhìn lên 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 tay với thầy. Dạ, đúng rồi. Sau có cửa nào không? Có, cửa sau thông ạ. Chỗ này em, à? Đằng sau này em xây khoảng 1m8, 2m. Sau đó em để cả kính, em để một cái cửa sổ. Có nghĩa là vừa lấy sáng và vừa lấy gió. Ở phía sau hả? Vâng. Từ cái trên nhà, từ cái tường trên cùng ấy mà xuống đến cái bếp nó khoảng bao nhiêu mét? Từ tường trên cùng 4 mét cộng với 3 mét 7 là thành 7 mét 7 cộng với tầm khoảng 1 mét, tầm 8 mét 7 thầy ạ. 8 mét 7 tới bếp. Tổng nhà là 10, tổng nhà là 14 mét rưỡi nhỉ? 14 mét rưỡi thì 7 mét, 7 thân. Bếp lục cực ra vào tây nam à? Bếp bếp hiện tại giờ như là đang lập cực thì nó vào phương nam thầy ạ. Phương nam. Dạ. Nếu mà dịch lên 1 mét nữa cầu thang thì nó vào đông nam. Từ cuối nhà lên nhà vệ sinh mấy mét? À, em làm sát đấy luôn, nghĩa là nhà vệ sinh nó sát ở cuối luôn. Còn cái bên nhà vừa nãy từ cuối lên nhà vệ sinh tổng là mấy mét? Là 29 ạ. 9 trước kia đâu nhập thì 29 rồi. Rồi, xong. Nó chỉ có hai vấn đề. Dạ. Là sức khỏe, hai là thị phi. Hai vấn đề này bị mắc. Sức khỏe và thị phi. Rất thị phi. Nghĩa là mình hay bị người ta nói những vấn đề mà mình không làm. Thậm chí có những bác kể và rõ ràng là về đám ma bố mà nhà mình, hai anh em nói chuyện rất cát thôi. Thế là bị ông anh ông lôi ra ông chửi. Ông bảo bố mất vẫn còn đi bán đất. Mà rõ ràng hai anh em chỉ nói chuyện vui. Đấy nó tương tự như thế. À. Còn lớn hơn nữa thì là câu chuyện làm ăn buôn bán thì nó bị mang tai mang tiếng. Nếu mà làm doanh nghiệp thì đóng cửa. Bởi vì cái thương hiệu trong một doanh nghiệp ấy nó vô cùng quan trọng. Đấy. Thế nên là giải quyết triệt để vấn đề thị phi. Mà muốn giải quyết triệt để thị phi thì phải giải quyết hai thứ. Một là một phần của nhà vệ sinh sẽ vào tây. Hai là cái bếp vào nam. Phải giải quyết hai thứ đồng bộ. Thì khi giải quyết hai thứ này thì đảm bảo là gì? Đầu vào của em rất ok. Nhưng mà cái kết quả không có thì nó sẽ giải quyết cho em giữ được tiền. Một điều quan trọng giải quyết cho em vấn đề là sạch sẽ trong cái vấn đề danh tiếng của mình là vấn đề thứ hai, là hai vấn đề. Thế
Thế còn cái vấn đề sức khỏe của em ấy, chỉ cần em chuyển lộn cái đầu giường sang cái chỗ dấu chấm hỏi xong, mỗi cái đấy thôi. Nên là nhà này không lo việc đầu vào, mà chỉ lo làm sao mà không bị thị phi, không mang tai mang tiếng, thì mọi việc kết quả sẽ cực kỳ ổn. À. Cái thứ hai về sức khỏe của em thì phải giải quyết hai vấn đề, một là cái đầu giường chỗ con gái ngủ và hai là đầu giường chỗ em. Thì cái này thì căn cứ vào lập cực, thì đầu giường của em ngủ cố gắng đưa vào tây bắc, còn đầu giường của con gái ngủ thì đưa vào với cái tường đông bắc, hết, không có gì phải làm cả. Em thấy thí rồi cái bếp của em thì em chuyển xuống cái chỗ mà vệ sinh thì cái chỗ vệ sinh nhà nó tụt lại tầm khoảng 80 phân. Thì em định bịt cái cửa nhà vệ sinh vì đấy nó là hai nhà vệ sinh. Bây Thì giờ là cái này em ngồi học đi, 2 buổi em tự biết chuyển về đâu nhé. Đấy. Bởi vì bây giờ mình không ở đó nên là mình rất khó tưởng tượng ra. Đấy. Ngồi như thế này là đã phải tưởng tượng rồi nhé. Ok cảm ơn rồi. thầy. Nhà đâu em? Em ở Nghệ An. Nghệ An đúng không? Dạ đúng ạ. Thầy cho em hỏi chút một cái đầu giường là nó kê lên nhưng mà cái đằng cái chỗ phòng khách của em vào là một cái sân thờ. Thế là bàn thờ treo với thầy. Thì mình nằm như thế thì nó có sát thì cái được không? Một cái hộp gỗ cách nhà ra Dạ. kiểu Đây rồi. Nghĩa là mình cách ra một cái ít là được. Dạ, em cảm ơn thầy nhiều. Dạ, rồi, em chào. ok đúng thì phải đi học, đi học đi mà sau cuộc đời mà tránh ra